Em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương bà con nha. Vừa về mẫu xe Sorento hàng nhập 2009 là cô chú anh chị, máy 2.0 nha. Bảng này là bảng sport của chú anh chị nha. Mâm nè, anh chị coi mâm đẹp không? Đó, cặp mâm khá là đẹp. Em này có hai cửa thôi. Mẫu này là thiết kế dạng thể thao cực kỳ. Chúng ta phía sau chúng ta sẽ có bô nè, bô đôi nè, cảm biến với dê phía sau 49A233 27 nha. Đây là form dáng chuẩn nè cô chú anh chị nè. Mạc tem theo xe xám lông chuột. Em này có hai cửa thôi. Đây nè, Made in Korea nè cô chú anh chị nha. Nội thất ở trong đẹp không? Em này trang bị vô lăng tích hợp số tự động 2.0 có hệ thống cân bằng điện tử. Đó, hàng chất lượng. Và đây là phần ghế, là ghế da rim theo xe nè. Ghế da rất là sạch sẽ nha. Trang bị cửa sổ trời nè. Mẫu này thì nó cực kỳ là nó đơn giản cô chú anh chị ạ. Và cửa là kính khung xương. Đây Trần Anh gọi là kính khung xương nha cô chú anh chị nha. Đó, toàn bộ là kính khung xương hết toàn diện. Có hai cửa kính thôi. Cửa thiết kế khá là dài, khá là chắc chắn, khi cô chú anh chị cầm mở cửa ra nhìn rất là chắc chắn chiếc xe. Form dáng của em Sorento đây. Em này mới lấy về thôi, nói chung chủ nhà đi mẫu này người ta gọi là giữ cũng tương đối là kỹ. Vì cản trước có sơn lại, là chất sơn rin còn cô chú anh chị nè. Dòng này tích hợp xi nhan trên gương chiếu hậu, đăng kiểm tháng 5 năm 2023. Đây là hai cửa kính thôi. Đó, anh chị thấy bề dài của cửa không? Bề dài của cửa khá là ok, khá là rộng nha. Đây bà con nè, nó thiết kế dạng thể thao cực kỳ là hot luôn. Cô chú anh chị muốn vô ghế em bấm vào đây. Bấm vào đây. Là phía sau thì chúng ta sẽ có hai chỗ ngồi nữa nè. Em này tổng cộng là 4 chỗ ngồi nha cô chú anh chị nha. 4 chỗ ngồi sạch sẽ. Trang bị cho em nó sẽ là hai túi khí bên phụ bên tài. Trang bị màn hình Android đầy đủ tính năng, các tính năng trên một chiếc xe rồi. Liền, không có cấn không lỗi. Vỏ 85%, 4 vỏ đều như nhau luôn. Ok chưa bà con? 49A233 27 nha. Mời cô chú anh chị vô trải nghiệm tiếp tục phần nội thất nè. Đây là phần nội thất. Em này đầy đủ các tính năng rồi. Nè, hệ thống tích hợp là gương chống chói nguyên bản nè. Chủ nhà đã lên một cái màn hình Android cam hành trình HD, trang bị nút đề start-stop cùng điều hòa tự động đây. Khá là tuyệt vời. Số nè, số là bao mới, chìa khóa theo xe nha. Chúng ta sẽ có hệ thống là tẩu sạc USB nè, cắm iPhone, cắm iOS nè cô chú anh chị. Vô lăng nguyên bản của dòng xe Sorento là mới tinh luôn. Là vô lăng nè, anh chị thấy mới không? Đó, xe ngay gốc bỏ lọc đây. Chạy mẫu này sướng lắm. 2.0 thì phải gọi là cực kỳ là bốc cô chú anh chị ạ. Đi được đúng 100.000 chuẩn luôn. Và chúng ta sẽ có ba chức năng chỉnh đèn sáng tối nè, đó, đèn mát nè, sáng tối nè. Đẹp chưa? Ok chưa? Và đây là đồng hồ báo giờ nha. Da nè, bọc da hết toàn bộ xịn sò. Máy êm lắm. Cái đây là cục máy rim cho anh chưa dọn á. Cục máy rim chưa dọn. Nội thất ở trong thì phải gọi là cực đẹp rồi. Cực đẹp rồi nha bà con cô bác nha. Rất là êm. Sở hữu cụm đèn halogen truyền thống nguyên bản của dòng Sorento. Đây cô chú anh chị. Đây là cục máy nè. Cục máy nguyên bản của em nó là 2.0. Em này rơi ra quanh cho cô chú anh chị tầm 8 lít quay đầu, 1 2 3 4, 8 9 lít tùy theo bà con chạy. Mẫu này thì chắc 8 lít thôi. Kèo cột rin hết là cô chú anh chị nè. Kèo chỉ cho nó có bô, không cứng không lỗi nha. Nỉ kết nhiệt cho nó có bô hầu như còn nguyên bản như thế này nè. Đó là hàng đẹp chất lượng. Hai bên đinh bấm xung quanh, không có đâm va và lỗi lầm trên chiếc xe. Sạch sẽ không? Nói chung mẫu này chạy qua thời gian năm tháng người ta có chỉnh được mặt nắp cam cò rồi bà con nè. Có rớt mặt nắp cam cò ra rồi nha. Xe có sao là báo thẳng, báo chuẩn như vậy luôn nè. Máy êm. Tiếp đến kiểm tra hộp số nè. Hộp số em này là bao rin cô chú anh chị ạ. Số là bao rin cho bà con cô bác nhé. Và chắc chắn rồi, hệ thống ABS cân bằng điện, ABS cân bằng điện tử đầy đủ các tính năng luôn. Có cân bằng điện tử nè, có ABS nè. Đó, mua về là chạy thôi. Xíu nữa cho anh cho dọn cục máy luôn.
chất lượng không bà con? Đó, kiểu dáng thể thao thời thượng vô cùng. Giá thì em này cũng gọi là siêu rẻ luôn. Hai cụm đèn phía sau nè, rin hết mới tinh luôn, 2.0 nha. Đây là phần cốp sau nè, cốp sau phần keo chỉ ở trong là rin hết cô chú anh chị nè. Là keo nè, keo rin nè. Đây là phần cốp nè, đây là phần cốp sạch sẽ không? Đó, cốp của đời 2009 đó. Quay tiếp phần gầm cùng với Trần Anh nha. Đây là gầm xe đây, gầm bể ở trong nè. Không một tí một mọt nha bà con. Đó, cô chú anh chị thấy đẹp không? Mẫu này chạy đi tán gái là tuyệt vời rồi. Xám lông chuột nha, 2009 cô chú anh chị nha. Đó là mẫu xe Sport phiên bản hai cánh cửa, rất là đẹp luôn, thể thao nha bà con. Em khép lại chương trình tại nơi này. Trần Anh, see you and goodbye.